Thì sau khi mà chúng ta đã xử lý da xong thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái việc linh tinh còn lại như là màu mắt, màu răng, màu môi, chỉnh răng, bóp eo, bóp mông, vân vân các thứ. Thì những cái việc này chúng ta cũng phải làm ngay từ lúc này luôn, nếu như chúng ta làm theo phương pháp cũ. Và bây giờ cái răng như thế này nè, mình sẽ làm cho nó trắng trước. Hãy dùng quýt mát, quýt mát rất là tiện lợi cho chúng ta, 100% nha. Mình chọn, lưu ý là chúng ta đừng quẹt vậy nha, quẹt vậy là quẹt kiểu người làm biếng không có hiểu chuyện. Mình sẽ xử lý từng cái răng một, thì mình vẽ vậy nó sẽ lấy được cái khối của hình ảnh. Sướng khi mà chọn chọn vùng. Rồi sau đó mình dùng cái công cụ này đây, mới sẽ tiêu sinh răng thì bị màu vàng, mình phải chọn cái phần yellow, mình kéo xuống đây bớt màu vàng hết nè, cho nó sáng lên chút nè. Rồi giờ mình chọn vô cái mục là master nha, bớt bớt xuống tí nè, sáng lên tí nè, là coi như xong. Ta thấy kỹ không này nhá, đừng có sáng quá, nếu sáng quá muốn nữa đó thì cái gần chỉnh đúp ra thôi, cho lên chút nữa thì nó sáng như là lô dắp thôi, có gì Ủa đâu. sao nãy chọn Zalo rồi giờ phải chọn Master làm sao? Master để chỉnh tổng thể, như lô là chỉnh màu thôi. Rồi giờ mình lấy về chú rể nào vẫn hơi vàng, mình chọn cụ này nha, bấm chữ D X cho màu trắng lên trên nè, chọn cụ này mình cho 50% thôi để mình vẽ theo đúng thông số. Chọn ở đây nè, vẽ lên nè. Thấy không? Nó khỏe nhiều thấy không? Cần trên ơ gặp lại. Rồi giờ mình sẽ stem cái răng này. Hơi bị tầm bậy nè, nó bị cái bóng răng á, nó đen nè. Dùng lon tem thôi, này là không thể nào bằng cách khác được. Nhỏ nhỏ thôi, đó, chấm đây. Kể cả lớn hay nhỏ cái vùng xử lý tôi cũng dùng một cái lớp. Hằng có gì mình còn có thể quay trở lại được. Nên là mình sẽ không bị gọi là đưa mình vô thế kẹt. Chữa răng cho răng nó lớn ra chứ. Hình này nhỏ lắm không đáng làm được đó. Nếu hình cổng tôi sẽ làm được đó. Thầy làm nó cứ dưới thừa đó, lên chẳng thấy được cái gì hết đó. Còn nếu mà muốn da răng nhỏ lớn thì cũng dễ thôi, tôi sẽ làm luôn cho quý vị thấy luôn nè, không có gì khó cả, vấn đề không có gì là khó hết. Rồi gặp lại nha, giờ mình sẽ lấy nè, chọn đây nha, quýt mát nè, cho 100%, chúng ta chọn cái răng này, mình trở ra, cần chân di lên, thấy không? Rồi bấm cần chân t nè. Cái răng nhỏ là kéo ở đây nè, tay xây nó xíu nè, bỏ cái răng nắp thì đi nha, xây cho nó dễ, nó bắt dính khó chịu lắm, nó từng bisel một mà. Thấy không, răng nó đều hơn vậy, thấy răng chưa, rồi nó khác nãy nè, nhỏ xíu rồi không. Rồi gặp lại. Đó là xử lý xong phần răng, giờ tới phần mắt, phần môi vân vân. Ví dụ như giờ cái màu môi này mình thấy chỗ này cái miệng nó hơi cảm giác như bên bự bên nhỏ là méo. Mình sẽ vẽ cái miệng, là vẽ phần miệng này. Vô đây phần Shopify ha. Chúng ta sẽ chỉnh cái miệng của cô dâu lại chút xíu. Rồi chúng ta phóng lớn cái vùng chọn lên, chọn đây ha, nhỏ lại chút xíu thôi, nó vừa tới bằng cái vùng xử lý ra ngay cái tâm đó, là cái nơi mình kéo á, kéo cái này nè.
Ok, nó đỡ hơn nè, coi nè, nó đỡ hơn nhiều. Giờ cái môi này nó hơi mỏng hơn bên đây. Giờ mình sẽ làm sao? Rất đơn giản, chọn width mask tiếp. Chúng ta vẽ lấy cái môi này, lấy nửa cái môi bên đây nè. Rồi cởi ra Ctrl Z, là nhân lên cái lớp môi nè. Ctrl T nè, ta lật ngược qua, clip horizontal. Để đây nè, ta xoay nè. Hơi xoay lên chút. Đây nha, mình bôi bớt, mình bôi bớt cái chỗ đen đen này nè, đen đằng sau này nè. Tạo mặt nạ trên đây, dùng cũng công cụ cái cọ ha, cho màu đen lên trên khoảng 30% nó bôi từ từ. Cái chỗ này mới quan trọng, là còn trên đây thì không quan trọng. Đây là cái viền môi, thấy không, đỡ hơn nhiều. Đó. Răng nó thôi, không, răng nó lấy chút xíu thôi nè, nó che bớt đi. Nó che bớt tí cho cái môi á, nó dày hơn chút. Rồi còn trên ơ gặp xuống, đó là người ta đã sửa răng môi. Giờ tới mắt chẳng hạn, cũng quýt mát nha. Vì thấy phức tạp chứ chẳng gì phức tạp chứ dài công cụ làm hoài thôi, có gì đâu. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là chỉnh như thế này. Bên đây level là mình thể chỉnh nha. Nếu như cái hình này mà nó yếu quá, chỉnh nó khó lên á, lên trong trong thì được nè. Nếu mà nó lên nổi á, không nổi thì mình chơi chiêu. Mình sẽ lựa tấm chân dung nào đẹp của nó đó. Nó sẽ có những tấm chân dung. Mình lựa cái đồng tử rồi nó sẽ cái hình nào cũng như nhau. Đồng tử bên trong, mắt ai giống nhau đồng tử trong, chỉ có dạng mắt ngoài nó khác thôi. Nếu mình hiểu nguyên lý đó thì rất là dễ. Kiếm tấm nào mà cái đường nét rõ ràng chút, con mắt nó rõ ràng chút xíu. Dù mắt này đi, tôi lựa đại mắt này nè, tôi chấm đây. Đây nha, chỉnh lên nè. Mình chỉnh cho đồng tử làm cái gì đây? Cho nó trông lên á. Rồi kéo qua đây nè. Ghép đây được không? Ghép vô nếu mình cần ha. Mà này nó hơi nghiêng, phải lựa tấm nghiêng, nhưng mà giờ nếu không không nghiêng thì mình dùng như vậy nè. Mình thấy nó đen thui cục à, làm cho nó có trong hơn, nó đẹp chứ, nó nghiêng nó có cục đen thui cục mực là đâu có đẹp đâu. Đây là kỹ thôi, còn nếu không kỹ thì chẳng sao. Đây mình kéo vô nè, thấy nó lên nè, nó lên chi tiết ở trong không. Lên trong tí nó trong hơn, mình thấy chọn cái màu nè. Hơi nánh xanh xanh ha. Thấy nó trong hơn nhiều. Không có nó không trong nè, coi kỹ nè. Đây nè. Đây nè, dùng này thôi. Dùng này chấm đây thôi. Đây, quýt mát nè. Dùng công cụ này chấm vô thôi. À, chấm vô. Rồi trở ra hình chọn có gì đâu. Vậy thôi à. Rồi giờ sau khi cô dâu nó có rồi nè, có vùng chọn rồi, mình vẽ một chú rể, lấy công cụ này đây. Chọn bên đây vẽ lên thôi. Cho 50%. 50% đó là cái gì thế? Độ ảnh hưởng của nó. Nghĩa là mình đang copy từ bên kia qua nhưng mà nó hơi ấy quá nào.
rồi nó trong 20 thôi. 50. Chứ vậy nó trong mà lấy khoảng 20% thôi. Nó cỡ này vừa rồi, nó trong lên được rồi. Rồi nó rộp lại. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho tấm hình bên kia ha, y như vậy. Rồi, bây giờ sau khi xong hết rồi nha thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là bóp design gì đó, design lại. Giờ tôi muốn bóp tấm hình này, dù cái tấm này đi nha. Này đi, cái phần dòng một của nó không được là lắm nè. Hơi yếu nè, thấy không? Đó, với mình sẽ bóp lại cho những cái nào cần thiết ha. Rồi cái tấm này chỉnh da rồi nè, giờ tôi sẽ bóp lại nè. Đó như đây. Rồi giờ dòng một hơi yếu nè, tôi bóp lên nè. Kéo ra nè. Này là kéo chiều ngang thì dùng cụ này. Kéo nó 3D dùng này hay chiều nổi á. Không, đây như này nổi nè. Để cái đây mình để nó nổi lên nè. Nè, nổi nè. Nổi lên thấy không? Đó là kiểu mà ở trong nó nổi được cái 3D. Coi như là dùng để bóp ngực đi ha. À đó, còn cái này là kéo ngoài. Này là kéo ngoài này. Mình để ngay cái điểm cần kéo để bậy nó ra, làm bậy phải rồi nè, kéo ra nè. Không phải nắng lại chứ. Phải biết thẩm mỹ chỗ này. Chỗ này để vô cái eo được đó ha. Đó. Cái này là mình sẽ cho nhỏ lên chút, mình cho này ra chút nè. Thấy không? Mình phải chỉnh từng chút một chứ. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ hình này mình đang đưa vô chú rễ rồi đừng cho gặp vô. Đó, thấy không? Cái góc mặt này cũng vậy nè. Giả sử chỗ này mình thấy nó hơi xương này xíu. Nắng vô. Mình đây sửa này được hết nè. Cái đường rồi cái cơ này nó bị nổi lên, bây giờ làm nó bằng lên. Bằng là phải dùng lon tem thôi. Như chỗ này của chú rể nè. Xương tí. Nó hóp một chút xíu để cho nó men. Ví dụ vậy. Thì đó, công cụ này là giúp cho chúng ta làm điều đấy, mình coi nè. Thấy chưa? Rồi. Ví dụ sau khi sửa xong thì chúng ta làm những công việc như vậy đó.